hôm nay rồi, hôm nay thì tắt rồi. Hôm nay kia tôi đi mắt rồi, bạn này có những cái này là không có. Ồ, tôi đi xuống. Để kính đèn đi ra nó nhận ra. Con có như thế thôi chị em, tại vì vừa tôi mang xuống chỗ này. Ôi, sao thấy điện hạ rồi. Đã lên rồi, phải lên đàn. Trên đỉnh hơn mình quay lại. Lên đỉnh chưa mới lên được rồi. Không, không lên đến đỉnh ra gì nữa. Sắc thở không được. Đây là đang lên đỉnh của. Bác là quẩy à? Quẩy nào hả chú? Bác là quẩy à bác? Về chỗ bảo giáng. Về chỗ bảo giáng. Về chân quẩy nhá. Cần chú tốt lòng mới được. Đi em chờ con lúc cảm giác ở đâu quá. Chú thở trước đi, nãy giờ chú mày còn rồi lên nữa. Nghĩ gì đâu. Lại chỗ này một ngọn, đưa cho cầm cho. Nghe, cứ đi theo người ta nhá. Lên trước đi. Bây giờ phải điện nữa xem nó xử lý thế nào. Chứ nay cũng điện cho cậu. Đi đi. Bây giờ điện luôn đi xem nó không được nó như thế nào. Thì ông xin nhá. Ông xin đưa vào xem nó chẳng như thế nào. Nha. Tập viên nha đi chị, cái nha đấy. Ông ơi, mệt quá. Ôi, sống trẻ nhà thế kia. Dương. Bất hỏi rồi đúng không? Mất mấy con. Ôi, bé là mất rồi, đứa trẻ trẻ còn đi. Ôi, sao đâu? Đi, không phải mất. Sai là tuổi trẻ đi. Lên một đèn thôi, người nào cấm lửa đi lên người nào thằng nó kia có con nó nữa mà nó không leo được. Con nói ăn đi, ăn đi. Hello. Hỏi công an trả lời được. Chiều quá.
thôi. Về mai kia thì phải đúng rồi. Đúng rồi. Đây ông phải quay ra này. Đúng rồi anh. Ông ơi, chụp ảnh gần đây em mới. Quay, không phải chụp ảnh đâu, quay. Quay. Trực tiếp đấy. YouTube trên điện thoại. Nhưng mà YouTube làm gì biết mình, đông người này. Đâu mới chơi mở chị ăn. Cứ lên làm đi. Nóng nóng ăn gì á. Đấy, ông Đàm đấy. Nhìn ra, nhăn nhò bèo. Bê mở thì thấy ngay. Đây em đây. Ừ. Phải không? Có. Cái gì đó? Cứ gọi Trần Quý TV. Trần Quý nhá. Cái này cái gì kìa? Nóng quá. Đồng lên thế. Đây là mới mua một đề thôi. Còn đèn xếp đèn nữa. Hả tư hoặc thứ kia đó. 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 Chào người đi em nhá. YouTube mai thấy mặt nhé. Quậy. Nhà nào lên đây, bóng anh lên đây. Nó chở gì? Nó chân quá. Thôi đâu đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.